nhằm thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Thời gian qua, các chốt kiểm soát tại các tuyến đường, các kiệt hẻm trên địa bàn phường Tân Chính, quận Thanh Khê được tăng cường lực lượng tối đa để tuyên truyền, giám sát việc chấp hành quy định phòng chống dịch. Đây cũng là giải pháp của địa phương nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là chốt kiểm soát đặt tại kiệt 383 Hải Phòng, khu dân cư 6 Tân An B, phường Tân Chính, quận Thanh Khê. Mỗi khi có người dân ra vào kiệt, lực lượng đóng chốt đều yêu cầu dừng xe, kiểm tra kỹ giấy đi đường, đảm bảo đúng quy định mới được qua chốt. Là khu vực có lưu lượng phương tiện lưu thông thường xuyên, nên thành viên trực chốt có sự tham gia của nhiều lực lượng, từ bí thư chi bộ khu dân cư, ban công tác mặt trận đến dân quân, dân phòng. Trong các chốt trực thì phải đảm bảo về sức khỏe, đảm bảo về ý thức và tinh thần trách nhiệm. Phải xác định với anh em là phải làm đúng nhiệm vụ chức năng của mình. Chúng tôi kiểm tra giấy tờ ra vào trong chốt. Đấy, đúng. Có giấy tờ đúng, chính xác chúng tôi mới cho vào, còn không thì chúng tôi thuyết phục quay lui. Còn đây là chốt kiểm soát tại khu dân cư 4 Tân Ninh A, phường Tân Chính. Chia ca trực luân phiên, các thành viên tại chốt không chỉ kiểm tra người dân ra vào địa bàn khu dân cư mà còn tuyên truyền, nhắc nhở để mỗi người dân nắm rõ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch của thành phố. Thì mục đích chủ yếu cũng tuyên truyền cho nhân dân chấp hành các cái quy định về phòng chống dịch bệnh, để cũng quyết tâm với lại đảng bộ và nhân dân thành phố nhanh chóng khống chế được dịch bệnh, để cho bà con chúng ta có cái điều kiện trở lại làm ăn bình thường, ổn định cuộc sống. Nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19, ngoài các trục đường chính, huyết mạch có lực lượng chức năng đóng chốt, phường Tân Chính còn huy động lực lượng tại chỗ tham gia trực chốt tại tất cả các kiệt hẻm. Những kiệt hẻm nào không có chốt kiểm soát thì được rào lưới cố định như thế này. Phường thì đã ra quyết định thành lập 4 cái chốt kiểm soát ở tại 4 cái khu vực của các tuyến đường chính của phường, và giao nhiệm vụ này cho lực lượng công an chủ trì, gồm có công an, dân quân, ban bảo vệ dân phố và cán bộ công chức của phường cùng tham gia trong các cái chốt kiểm soát này. Ngoài ra thì đã chỉ đạo cho các cái chi bộ, cấp ủy chi bộ khu dân cư chủ trì và huy động cái lực lượng đầu tiên là tổ Covid cộng đồng cùng các cái lực lượng quân dân chính ở khu dân cư để cùng tham gia lập ra 22 cái chốt kiểm soát tại các cái đầu các kiệt hẻm. Đây là những cái lực lượng mà có thể nói là gần dân và sát dân nhất để hạn chế cái việc về người dân ra đường, giảm tải cho các cái chốt kiểm soát ở các cái tuyến đường chính. Còn đây là một thông báo được cập nhật hàng ngày trong group Zalo của các tổ dân phố trên địa bàn phường Tân Chính. Nhằm phát huy lợi thế của mạng xã hội trong công tác phòng chống dịch, các khu dân cư trên địa bàn phường đều lập các nhóm Zalo để chuyển tải các văn bản chỉ đạo của thành phố đến với bà con nhân dân. Việc đưa thông tin lên các group Zalo không chỉ giúp người dân tiếp cận các văn bản chỉ đạo của thành phố một cách kịp thời, mà còn hạn chế các buổi gặp mặt trực tiếp, đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Là chúng tôi có cái nhóm Zalo của chi bộ, bao gồm các đảng viên, các đồng chí sinh hoạt trong khu dân cư. Kênh thứ hai là đảng viên đương chức sinh hoạt với cấp ủy chi bộ. Một cái kênh thứ ba nữa là kênh của quân dân chính trong khu dân cư. Và kênh thứ tư là kênh bà con nhân dân của tổ dân phố được kết nối với quân dân chính của khu dân cư. Và một cái kênh nữa đó là kênh của mặt trận. Và cuối cùng là cái kênh của tổ chức đoàn thể, đặc biệt là phụ nữ. Thì tất cả các tổ chức trong khu dân cư đều đồng loạt là làm cái công tác tuyên truyền đến với bà con nhân dân. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường, cách làm quyết liệt và linh hoạt của phường Tân Chính sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Cùng với chính quyền địa phương, tinh thần trách nhiệm, ý thức của mỗi người dân là yếu tố quan trọng để chung tay cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch COVID-19.